việc truyền thực tế năng lượng điện không cần dây dẫn và việc sinh ra tác động phá hủy vượt qua không gian dĩ nhiên là có thể. Tôi đã thiết kế những cuộc truyền không dây dẫn. Các kỹ năng của tôi đã tiến xa đến mức tác động của sức mạnh hủy diệt lớn có thể được truyền đến bất kỳ điểm nào của trái đất, được xác định từ trước với độ chính xác cao. Cách đây không lâu, người ta mới phát hiện ra một chi tiết hết sức thú vị. Hóa ra là trong nửa đầu của năm 1908, nghĩa là trước khi xảy ra vụ nổ Tunguska vài tháng, Tesla đã mấy lần đặt mượn ở Thư viện Nghị viện Mỹ những tấm bản đồ chi tiết của vùng Trung Siberia. Việc làm đó có mục đích gì? Ông ấy có mục đích rõ ràng là tính toán khu vực hoàn toàn có ít dân cư, nơi tín hiệu từ tháp Wonder Creek nhắm đến. Trong thời gian hiện nay, ông vẫn được coi là có liên quan đến hiện tượng thiên thạch Tunguska. Ngày nay, ta có thể nói một cách chắc chắn rằng Tesla đã có cả lý do lẫn điều kiện để gây ra hiện tượng Tunguska. Cuộc sống bí ẩn của Nikola Tesla. Nhà khoa học thiên tài người Serbia đã thực hiện những bước nhảy vọt không chỉ trong lĩnh vực năng lượng điện mà còn cả trong các lĩnh vực khác. Nhiều ý tưởng và nghiên cứu của ông đã vượt trước thời đại quá xa, đến mức khi nhà khoa học này còn sống, chúng đã không thể thực hiện được vì không có công nghệ tương ứng. Chỉ xin đơn cử một vài ví dụ trong số đó: ngư lôi và các thiết bị bay được điều khiển bằng vô tuyến điện, máy bay phản lực, các thiết bị cất cánh bay thẳng lên, những con tàu có đệm không khí và còn nhiều thứ khác. Các công trình nghiên cứu của Tesla dĩ nhiên đã khiến các nhà quân sự rất quan tâm. Do đó, ngay từ đầu thời kỳ hoạt động của ông, Tesla đã luôn nằm trong tầm ngắm của quân đội các quốc gia, cũng như các cơ quan mật. Người Đức đã lấy được một số công trình riêng lẻ của ông. Tesla hợp tác với các nhà khoa học Đức cho đến giữa những năm 30. Ông đã giảng dạy ở Đức và thậm chí đã trình bày thí nghiệm của mình cho Jackman Helling xem. Những chi tiết cụ thể trong hoạt động này của Tesla ta không được rõ. Tuy nhiên, có sự thực là nhiều những nghiên cứu đảm bảo cho bước nhảy vọt to lớn về công nghệ của Đức những năm 20-40 của thế kỷ trước lại giống những ý tưởng của Tesla một cách kỳ lạ. Ví dụ, tên lửa và đĩa bay của Đức, đế chế thứ ba, đã khiến ta phải nhớ đến những trang thiết bị bay của Nikola Tesla mà ông đã nhắc đến từ năm 1908. Đây sẽ là những thiết bị bay dựa trên nguyên tắc hoàn toàn mới, bao gồm những bình khí, đôi cánh hoặc chân vịt. Khi đã đạt được tốc độ cao, chúng sẽ di chuyển theo bất kỳ hướng nào, không phụ thuộc vào thời tiết, các hố không khí và những luồng không khí giảm dần. Còn ý tưởng về động cơ xoáy của Schauberger cho các đĩa bay của Đức thì rất giống với ý tưởng về tuốc bin siêu nhẹ không cánh mà Nikola Tesla đã đề xuất từ năm 1906. Vào thời của mình, Tesla có quan hệ gần gũi, thậm chí quan hệ bạn bè thân thiết với một số người Đức làm việc ở Mỹ, những người sau này đã bị vạch mặt là gián điệp. Cũng không loại trừ khả năng Tesla đã chia sẻ với họ không chỉ một vài kế hoạch của mình, mà còn cả những kết quả thí nghiệm trước đây. Nhưng liệu có phải vì thế mà đệ tam đế chế đã tỏ ra quan tâm quá mức đến hiện tượng Tunguska? Vào năm 1942, năm nóng bỏng nhất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, tại khu vực Tunguska, những người dân địa phương đã bắt giữ và giao lại cho cơ quan an ninh quốc gia một đối tượng đáng nghi. Khi thẩm vấn được biết, người này là nhân viên khoa học của trường đại học Berlin, nghiên cứu về vấn đề thần bí học. Ngoài ra đã không khai thác được gì thêm. Người này đã tự sát bằng cách treo cổ trên sợi dây tự bện. Các chuyên gia cho rằng đây là nhân viên của tổ chức Ananab, tổ chức chuyên nghiên cứu ma thuật bằng những công nghệ mới nhất. Tesla không chỉ hợp tác với người Đức. Theo báo cáo của nhân viên FBI, nhà khoa học này là thành viên của tổ chức bí mật những người bạn của nước Nga Xô Viết và có những nỗ lực để bán các phát minh của mình cho chế độ mới. Vào năm 1934, Tesla viết thư cho bạn mình: người Nga muốn đảm bảo an ninh cho biên giới của mình, và tôi đã đưa ra cho họ một đề xuất mà hiện giờ họ đang xem xét. Tesla định nói điều gì, chúng ta không rõ. Tuy nhiên, ta biết rằng, vào những năm 30, ông đang soạn thảo đồ án các trạm đa mục tiêu có khả năng bảo vệ biên giới của bất kỳ quốc gia nào. Lá chắn điện tử, theo như lời Tesla, sẽ hoạt động trên nguyên tắc hoàn toàn mới và bằng loại năng lượng mới.
Ông nói rằng năng lượng được truyền đi không phải dưới dạng sóng radio mà dưới dạng một loại tia nào đó. Tất nhiên, tia có chiều dày bằng 1% triệu sợi tóc con người, và năng lượng này sẽ có khả năng, nếu chính xác như lời Tesla, làm nóng chảy động cơ máy bay ở cách xa 250 dặm. Căn cứ vào các tài liệu của Mỹ, được biết rằng vào năm sau, năm 1935, Tesla đã nhận được tiền, một tấm séc trị giá 25.000 đô la cho bản thiết kế vũ khí tia. Có tài liệu cho thấy sau đó một năm rưỡi, Tesla đã đến Moscow và trình bày mẫu thử vũ khí của mình cho nguyên soái xem. Năm 1949, núp dưới danh nghĩa một đoàn địa chất, một đội thám hiểm quân sự tuyệt mật đã lên đường đến khu vực thiên thạch Tunguska rơi xuống. Đội thám hiểm này được thành lập theo sáng kiến của chính Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô lúc đó. Vấn đề chẳng có liên quan gì đến giả thuyết thiên thạch nào hết. Trong một buổi họp, Beria đã tuyên bố với các thành viên tương lai của đội thám hiểm: chúng ta không có ý định tìm kiếm bản thân thiên thạch này. Nhiệm vụ của các vị là đánh giá các thông số của vụ nổ và các vấn đề vật lý khác. Chúng ta quan tâm đến những vấn đề ứng dụng thuần túy của sự kiện này. Các kết quả của chuyến thám hiểm và những kết luận không bao giờ được công bố trên báo chí công khai. Mọi báo cáo đều biến mất, không một dấu vết trong hồ sơ lưu trữ. Nhưng xét tổng thể thì khi cử các chuyên gia quân sự đến Tunguska, Beria đã biết rằng thảm họa đó không phải do thiên thạch gây ra. Cách đây không lâu, người ta mới được biết một sự thật gây chấn động mà có lẽ vào thời của mình, các cơ quan tình báo chắc sẵn sàng trả rất nhiều để có được nó. Vào năm 1939, nhà vật lý nổi tiếng Robert Oppenheimer đã bí mật viếng thăm Liên Xô, và cha đẻ tương lai của quả bom nguyên tử của Mỹ đã nghỉ lại không phải ở đâu khác, mà là ở nhà nghỉ ngoại ô của Bộ trưởng Nội vụ Lavrenty Beria. Ta cũng biết, vào cuối những năm 30, Oppenheimer làm việc trong một dự án tuyệt mật. Mục đích của nó là làm cho các con tàu quân sự trở thành vô hình đối với các radar kẻ địch. Nikola Tesla cũng tham gia vào chính dự án này. Nhờ các bộ tạo sóng của ông, người ta đề xuất việc tạo ra xung quanh con tàu một kiểu bọt điện từ, những màn hình có khả năng gạt đi những bức xạ bên ngoài. Tesla hoàn toàn có thể kể cho Oppenheimer về những thí nghiệm của mình. Năm 1908, đến lượt mình, nhà khoa học này lại chia sẻ với những người khác. Đối với Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về vũ khí nguyên tử, phát biểu của Tesla vào chính năm xảy ra sự kiện Tunguska đã vang lên theo một ý hoàn toàn mới. Ngay giờ đây, đã có thể xây dựng được những thiết bị năng lượng vô tuyến, mà dưới tác động của chúng, bất kỳ khu vực nào trên trái đất cũng có thể bị biến thành vùng vô dụng cho sự sống. Không loại trừ khả năng, chính chuỗi mắt xích như vậy của các sự kiện đã dẫn đến vụ thám hiểm bí mật vào năm 1949. Bắt đầu từ năm 1912, Tesla sống cuộc sống hai mặt kỳ lạ. Là một công dân Mỹ, là nhà khoa học tiến hành những nghiên cứu bí mật cho nước Mỹ, và đồng thời lại đề xuất việc bán những nghiên cứu bí mật của mình cho các nước khác. Tất nhiên, xét từ lập trường hiện nay, chúng ta khó mà hiểu được Tesla làm sao lại có thể lấy những phát minh thiên tài, hơn nữa lại liên quan đến vũ trang để tặng cho đối thủ tiềm năng. Động cơ nào đã thúc đẩy Tesla? Khao khát kiếm lợi, ước vọng điên cuồng thích hủy hoại, hay tính vô nguyên tắc của nhà khoa học không thèm quan tâm đến chuyện các ý tưởng của mình sẽ được thực hiện ở đâu? Những thế giới tồn tại song song. Ông bao giờ cũng tư duy toàn cầu, và có thể vì thế thường gây ấn tượng của một người ở thứ bậc cao. Là một người đối thoại xuất sắc, rất mềm mỏng và khiêm tốn trong giao tiếp, Tesla nắm vững 8 ngoại ngữ. Ông là người am hiểu thơ ca và âm nhạc. Trong con người ông đồng thời cảm nhận được cả sự tinh tế lẫn sức mạnh nội tâm to lớn. Từ khi ông 19 tuổi cho đến lúc qua đời, ông ngủ không quá 2 giờ trong một ngày đêm, và trong khi đó làm việc như điên.
Tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi không thể dừng công việc. Những thí nghiệm của tôi quan trọng, tuyệt vời, kỳ lạ đến mức tôi khó khăn lắm mới rời được chúng để đi ăn. Còn khi cố gắng ngủ thiếp đi, thì lúc nào tôi cũng nghĩ đến chúng, mừng tượng xem sẽ tiếp tục như thế nào cho đến khi gục xuống. Năng lượng tâm lý của Tesla thật đáng sợ. Nó dường như ngân lên, châm vào da tôi. Nhà văn Julian Gottman đã chia sẻ cảm giác của mình như vậy. Ông ấy có đôi mắt nhìn thấu tương lai. Người ta nói về Tesla như vậy. Những người gần gũi biết rõ tài tiên đoán của ông. Năm 1900, Philadelphia, cảm nhận được sự chẳng lành, Tesla đã phải khó khăn lắm, gần như là cưỡng bức các bạn mình ở lại, không cho họ ra về trên chuyến tàu tối, và nhờ đó đã cứu được tính mệnh của họ. Chuyến tàu quả thật đã bị tai nạn. Năm 1912, Tesla đã thuyết phục John Pinman Morgan từ bỏ chuyến du lịch trên con tàu Titanic. Morgan tuyệt đối tin tưởng vào linh cảm của Tesla nên đã nghe lời khuyên và trả lại vé. John Jake Pastor, một nhà bảo trợ khác và là bạn lâu năm của Tesla, vì coi thường lời khuyên nên đã hy sinh trong vụ đắm tàu đó. Trước đó vài năm, Tesla đã tiên đoán chính xác rằng chiến tranh thế giới thứ nhất sẽ kéo dài 4 năm và kết thúc vào tháng 12 năm 1918. Ông chỉ đoán sai cả thầy có 5 đến 6 ngày. Ông cũng tiên đoán rằng giai đoạn hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ nhất sẽ kéo dài 20 năm, sau đó có thể bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng điều quan trọng đã làm cho những người đương thời với ông kinh ngạc, đó là số lượng khổng lồ, những ý tưởng độc đáo nhất mà Tesla đã nghĩ ra với sự dễ dàng không giải thích nổi. Và cuối cùng là sự thú nhận gây sốc của nhà khoa học. Tôi không phải là tác giả của những ý tưởng đó. Ông từng là một đứa trẻ bình thường, không có gì khác biệt. Mọi thứ đã thay đổi trong một lúc. Người anh yêu quý của ông đã chết vì một tai nạn. Đối với ông, đây là một đòn khủng khiếp. Dường như nó đã đảo ngược cả cuộc đời của Nikola. Bắt đầu từ những cơn ác mộng không thể chịu nổi ban đêm. Bằng những nỗ lực ý chí, cậu bé bắt đầu thay thế những hình ảnh kinh sợ bằng những bức tranh khác. Đầu tiên, đó là bức tranh thế giới mà cậu đang sống trong đó. Nhưng đến một lúc nào đó, bất ngờ ngay cả với bản thân, cậu bắt đầu thực hiện những chuyến du hành ra bên ngoài ranh giới của hiện thực quen thuộc. Những cuộc du lịch trong mơ của tôi đã bắt đầu như vậy. Đầu tiên rất mờ mịt, sau đó mọi cái rõ dần. Tôi nhìn thấy những nơi mới, các thành phố, các đất nước. Tôi đã sống ở đấy, gặp gỡ với mọi người, có bạn mới. Thật khó mà tin được điều này, nhưng họ cũng quý giá đối với tôi như gia đình của tôi, và cũng hiện thực như vậy. Đó là những trạng thái đặc biệt bị biến đổi của nhận thức. Con người rơi vào trạng thái bị biến đổi của nhận thức. Anh ta có thể cảm thấy và nhận thức được những gì nằm bên ngoài tầm nhìn của anh ta, có thể di chuyển đến những không gian khác, đến những thời đại khác, nghĩa là ở đây không có một hạn chế nào hết. Ngày nay, những trạng thái nhận thức như vậy được các thiết bị ghi nhận một cách rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy xuất hiện cấu hình nhất định mà chúng tôi gọi là trục siêu nhận thức. Sự hoạt hóa này ở phía trước đã chuyển sang bán cầu não phải và phía sau của bán cầu não trái. Trong khi đó, ở trạng thái nhận thức bình thường, thì các vùng trước của bán cầu não trái và vùng sau của bán cầu não phải được hoạt hóa mạnh hơn. Tesla được những người đương thời gọi là siêu nhân vì ông đã làm ra các phát minh của mình. Nhà khoa học đã viết về cuộc thí nghiệm đầu tiên của mình thế này. Tôi đã vật lộn với vấn đề này trong mấy năm. Đây là vấn đề sống hay chết. Tôi biết mình sẽ chết nếu không giải quyết được nó. Não tôi căng thẳng đến cực độ và trong một lúc nào đó đã xảy ra điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ để cách tôi 3 căn phòng, tiếng con ruồi đậu xuống bàn cũng như tiếng gõ âm ỉ đập vào tai tôi. Trong bóng tối, tôi có được sự nhạy cảm của con rơi và có thể phân biệt được vị trí của đồ vật nhờ giác quan đặc biệt. Những tia nắng mặt trời đè lên não tôi khiến tôi suýt ngất đi. Chiếc xe ngựa phóng nhanh ở đằng xa khiến toàn thân tôi lảo đảo và bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đốm lóe sáng giống như mặt trời nhỏ. Trong một khoảnh khắc, chân lý đã mở ra trước mắt tôi. Đó là một trạng thái hạnh phúc tuyệt đối. Các ý nghĩ cứ tràn ra như dòng chảy không dứt, khiến tôi phải cố gắng lắm mới kịp ghi lại chúng.